Mathematical! Các cậu đã quay trở lại với Way to Way Cartoon. Vũ trụ phép thuật trong Win Club luôn ẩn chứa rất nhiều những sinh vật bí ẩn. Ở mùa 2, chúng ta đã được biết tới các Pixie, mùa 5 là các Silky và mùa 7 với thông điệp là bảo vệ các loài hung thú. Chúng ta sẽ được các nhà sản xuất đem tới cho một sinh vật tưởng lạ và quen, đó chính là các Fairy Animal hay còn gọi là thú tiên. Và đã có rất nhiều thú tiên xuất hiện trong mùa 7 này. Thế nhưng trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu 6 thú tiên của các tiên nữ Queens. Let's go! Trước khi bắt đầu video, chúng tôi có một thông báo nho nhỏ rằng Fan Store đang có chiến dịch sale những mẫu áo cartoon vô cùng cute. Các cậu hãy nhanh tay truy cập theo đường link phía dưới phần bình luận để sắm cho mình những mẫu áo tuyệt đẹp nhé. 1. Squonk. Nếu như các cậu yêu thích một bé thú cưng bông xù và nhõng nhẽo, thì có lẽ Squonk chính là chiếc pet mà các cậu đang tìm kiếm. Trong tập phim A Friend from the Past, khi nhóm Win sử dụng viên đá thời gian để quay trở về thời tiền sử nhằm tìm kiếm con vật mang màu sắc đầu tiên của vũ trụ, họ đã bắt gặp Squonk. Là một cá thể thuộc loài Cri-Cri, Squonk có một lớp lông dày màu xanh nước biển, một chiếc miệng lớn với cặp răng khểnh và đôi mắt long lanh. Đây cũng chính là thứ đã gây ra biết bao rắc rối, bởi Squonk là một cậu bé tuy hiền lành, thân thiện và tốt bụng nhưng lại rất dễ xúc động, đặc biệt là khi bị chê bai hay sợ hãi. Mỗi lần như thế, cậu nhóc này sẽ khóc và nước mắt của cậu sẽ tạo ra một trận lũ lụt vô cùng khủng khiếp, đủ sức cuốn trôi tất cả mọi thứ xung quanh. Đặc điểm này đã được lấy cảm hứng từ một sinh vật trong thần thoại Pennsylvania khi chúng rất hay khóc và thường sử dụng nước mắt để chạy trốn khỏi những kẻ săn bắt. Là Fairy Animal được liên kết với Aisha, tiên nữ sóng biển. Sự hòa hợp của họ chắc chắn là một sự ăn ý tuyệt đối, khi một bên thì tạo ra nước, còn một bên thì điều khiển nước. Không phải ngẫu nhiên mà Squonk chọn bám theo và nhõng nhẽo với Aisha, chứ không phải là một thành viên nào khác của nhóm Wings. Mặc dù mỗi lần cậu nhóc này khóc thì cũng hơi ố dề, nhưng mà Aisha cũng không quá bận tâm tới việc đó mà vẫn rất yêu Squonk. Cậu nhóc này cũng rất dễ dỗ dành, bởi Squonk rất thích được mọi người ôm ấp và quan tâm. Là thú tiên đầu tiên liên kết với một thành viên nhóm Wings, Squonk còn là thú tiên dậy thì thành công nhất khi bước vào thế giới Mini World. Không phải Mini World này đâu nha các cậu. Tớ không biết nên miêu tả ngoại hình của Squonk khi ở Mini World như thế nào cho chính xác nhất, nhưng theo cảm nhận cá nhân tớ thì Squonk trông khá giống với Điểu Sư, một sinh vật thần thoại với phần thân và đuôi của sư tử và đôi cánh đại bàng. Ở hình dạng này, Squonk có thể kết hợp với sức mạnh của Aisha để tạo ra câu thần chú có tên Cri-Cri Drops, có khả năng chữa lành và thanh tẩy. 2. Amarok. Amarok có hình dạng là một chú chó sói lớn với bộ lông gồm hai màu là nâu nhạt và trắng. Đặc điểm này đã khiến cho anh chàng trở nên vô cùng khác biệt so với đồng loại của mình, bởi các Magiwarp có bộ lông màu xanh lục. Trong lần đầu tiên gặp gỡ với nhóm Wings, Amarok đã vô cùng hung dữ. Tuy nhiên, sau khi được Flora dỗ dành, anh chàng này đã quyết định tin tưởng nhóm Wings và dẫn họ tới chỗ đồng loại của mình đang bị mắc kẹt bởi những loài cây đột biến. Nhờ sức mạnh của Flora, khu rừng và loài sói ma thuật đang phải bị đe dọa bởi phép thuật hoang dã đã bị hóa giải và Amarok đã liên kết với Flora để trở thành thú tiên của nàng tiên thiên nhiên. Khác với vẻ ngoài thần bí của loài Magiwarp, Amarok vô cùng tăng động, giống y với những chú cún dễ thương, nghịch ngợm mà ở ngoài đời các cậu vẫn hay thấy. Sự năng động và thân thiện của Amarok tuy cũng rất đáng yêu, nhưng lại vô tình gây ra những rắc rối không đáng có bởi ngoại hình to lớn, sức mạnh vượt trội và răng nanh của loài sói. Nó đã dọa cho Squonk khóc như mưa trong lần đầu tiên cả hai gặp gỡ. Mặc dù Flora rất yêu quý sự bự con và tinh nghịch của anh chàng này, nhưng chính cô nàng đôi khi cũng phải ngượng ngùng với đống rắc rối mà Amarok mang lại. Khi tiến vào Mini World, Amarok đã trở về hình dạng giống với một con sói hoang dã hơn. Bộ lông của Amarok cũng có sự thay đổi đáng kể. Đặc biệt, trên người của anh chàng này giờ đây được đặt rất nhiều những viên ngọc lục bảo và trên lưng có đặt một chiếc yên để Flora có thể cưỡi Amarok di chuyển trong Mini World. Khi kết hợp sức mạnh, Amarok và Flora có thể tạo ra câu thần chú Strength of the Magiwarp được thấy trong tập 23 The Secret of Ophir. Flora đã truyền sức mạnh vào Amarok và anh chàng đã phóng ra một tia năng lượng từ chiếc vương miện của mình, tạo ra những dây leo nhằm ngăn hang động kim cương sụp đổ. Tương tự như Squonk, Amarok cũng được lấy cảm hứng từ một sinh vật thần thoại cùng tên của người Inuit. Nó là một con sói khổng lồ chuyên săn lùng những kẻ săn mồi ngây thơ, dám đi săn một mình trong đêm. 3. Creedy. Đã có chó thì không thể nào thiếu mèo vậy không nào? Trong tập phim Black in the Middle Ages, khi nhóm Win trở về thời Trung Cổ, họ đã bắt gặp cô nàng đang bị truy đuổi bởi một toán lính hoàng gia và đã kịp thời giải cứu. Tuy nhiên thì ngay sau đó, Creedy đã bỏ trốn và phải đến khi nghe được tiếng đàn của Orlando, nó mới xuất hiện trở lại. Creedy thuộc loài Quillcat, là một con mèo nhỏ có bộ lông màu tím.
Bộ lông này có thể dựng lên tương tự loài nhím mỗi khi cô nàng cần tự vệ và phóng ra những chiếc gai nhọn để tấn công kẻ địch. Nói về tính cách thì nàng mèo này có tất cả những đặc điểm của một con mèo, đặc biệt là ở sự tranh xả và khi cần thiết thì cũng rất dữ dằn. Điều làm nên sự đặc biệt ở Pretty đó chính là cô nàng đặc biệt nhạy cảm với nghệ thuật và yêu âm nhạc. Đó chính là lý do vì sao mà cô nàng này xuất hiện bên cạnh Orlando và trở thành thú tiên của Musa, bởi cả ba đều có tình yêu với âm nhạc. Tuy chẳng là như vậy, nhưng cô nàng này cũng có những lúc thể hiện ra mặt yếu đuối của mình. Đó chính là khi Greedy phải chia tay Orlando để đi cùng với nhóm Wings. Ở trong thế giới Mini World, Greedy cũng đã lột xác để trở nên to lớn hơn. Ngoại hình của cô nàng khiến cho chúng ta liên tưởng tới ba loài thú khác cũng cùng thuộc họ nhà mèo, đó chính là sư tử, hổ và báo. Điều này khiến tớ thực sự rất khó để chọn xem liệu Greedy trong Mini World giống với con vật nào hơn. Giống như Amarok và Squawk, trên người của Greedy có những viên ngọc màu xanh dương và có một chiếc yên để Musa có thể ngồi lên. Trong tập 19, The Magic Rainbow, chúng ta có thể thấy phép thuật kết hợp giữa Musa và Greedy, Harmony of the Quilcat. Musa đã ngân giọng để tạo ra một lá chắn ma thuật giúp Greedy tiến lại gần trung tâm của sự hỗn loạn trong thế giới cầu vồng. Từ đó, cả hai cùng nhau cộng hưởng để gỡ rối các giải màu sắc, trả lại sự yên bình cho các sinh vật nơi này. 4. Shiny. Trong tập 10 mùa 7, Wings Trapped, nhóm Wings đã tìm tới hang ổ của Kalshara để giải cứu các thú tiên bị bắt cóc. Ở đây, Stella đã bắt gặp Shiny, một nàng chim phượng hoàng với bộ lông vàng, xen lẫn tím vô cùng lộng lẫy, rực rỡ và kiêu sa. Màn khoe sắc của cô nàng đã khiến cho Stella vô cùng thích thú và phải thốt lên rằng nó giống y hệt với cô nàng vậy. Và quả thực, còn gì hợp với nàng tiên của ánh sáng mặt trời hơn là một nàng chim phượng hoàng không chỉ tỏa ra ánh sáng lộng lẫy mà còn đến cả đam mê với thời trang, trang sức lấp lánh và trai đẹp cũng giống y chang nhau. Và điều này đã được nói lên ngay từ tên loài của cô nàng, Shiny Greed, tham lam những thứ sáng bóng. Nó hoàn toàn được dựa trên một loài chim có thật có tên là chim ác là. Theo văn hóa châu Âu thì đây là loài chim chuyên sưu tầm những thứ sáng bóng như nhẫn cưới hay đá quý. Giống với Greedy, Shiny cũng có khả năng sử dụng phép thuật. Cô nàng có thể phóng ra những tia năng lượng ánh sáng từ đôi chân của mình. Stella đã tận dụng chính sức mạnh này của Shiny để có thể giải thoát cô nàng khỏi phép thuật thôi miên và giúp cả hai liên kết với nhau. Tương tự như mối quan hệ giữa Aisha và Squawk, Stella và Shiny, một bên có thể tạo ra ánh sáng mặt trời ngay cả vào ban đêm, còn một bên thì sử dụng sức mạnh ánh sáng mặt trời. Khi tiến vào Mini World, Shiny trở về hình dạng của một con chim phượng hoàng trưởng thành. Lông và cánh của cô nàng cũng trở nên dài và lớn hơn. Những mảng màu tím và hồng trên lông vũ của cô nàng cũng xuất hiện nhiều hơn. Và phải nói rằng khi Stella đi cùng với Shiny trong Mini World thì quả thực ai cũng sẽ phải lóa mắt với sự lộng lẫy của họ. Khi kết hợp sức mạnh, Stella và Shiny tạo nên câu thần chú Shiny Great Enchantment. Họ sẽ tạo ra nguồn ánh sáng vô cùng rực rỡ, có thể xóa bỏ tất cả phép thuật bóng tối xung quanh và khiến cho kẻ địch phải choáng váng mà kêu van vì không thể nhìn thấy gì. Nạn nhân đáng thương nhất của phép thuật này chắc chắn sẽ là Stormy. 5. Glitter. Trong tập 12, A Fairy Animal for Techna, khi đến Zenith, quê nhà của Techna, nhóm Wings đã phải đối mặt với sự hỗn loạn do hàng loạt các thiết bị công nghệ cao ở nơi đây bị mất kiểm soát. Sau khi phát hiện nguyên nhân là do Prevelius, nhóm Wings đã quyết định sử dụng những viên đá thời gian của mình quay về quá khứ của Zenith và chứng kiến lõi sức mạnh của Zenith do những chú sóc công nghệ Tech Squirrels vận hành đã gặp trục trặc. Glitter, chú sóc bay bị Prevelius bắt ra ngoài, đã nhờ đến sự giúp đỡ của Wings và cùng Techna tiến vào lõi để đưa nó trở lại bình thường. Cũng từ lúc này, Glitter và Techna đã liên kết với nhau. Như tớ vừa đề cập, Glitter là một chú sóc bay màu tím có những mạch điện tử màu xanh lá cây chạy dọc phần đuôi và đầu. Cậu nhóc này có một đôi tai rất dài và đặc biệt là lúc nào cũng đeo một chiếc kính bảo hộ. Chú sóc này vô cùng nhanh nhẹn, nhạy bén và đặc biệt yêu công nghệ, nghiên cứu và sửa chữa các thiết bị máy móc. Cũng chính vì thế mà cậu nhóc không chỉ hợp với Techna mà còn hợp với cả bạn trai của cô nàng là Timmy. Trong số tất cả các thú tiên của nhóm Wings thì có lẽ Glitter là thú tiên láo cá nhất. Khi bước vào thế giới Mini World, cũng giống như các fairy animal khác, đã rũ bỏ vẻ bề ngoài nhỏ bé của mình để trở nên to lớn hơn. Không còn giống với một chú sóc bay nữa, Glitter trong Mini World giống như một con chuột túi biết bay hơn. Những mạch điện tử trên người cậu nhóc cũng lan ra dài hơn và chạy khắp cơ thể. Câu thần chú kết hợp của Techna Glitter có tên là Tech Squirrel Flash. Glitter sẽ tăng tốc, còn Techna sẽ sử dụng sức mạnh của mình khiến cả hai hòa vào nhau thành một tia sáng có tốc độ đáng kinh ngạc để có thể sửa chữa những tạo vật phép thuật đang hoạt động trái với tự nhiên. Nó cũng giống với khi Techna Glitter mới gặp nhau lúc ở Zenith. Họ đã mượn sức mạnh của nhau để có thể sửa lại lõi sức mạnh của Zenith một cách tương tự. 6. Elas. Elas là thú tiên của Bloom,
và cũng là thú tin cuối cùng gắn kết với một thành viên nhóm Wings. Trong tập 13 mùa 7, The Unicorn Squid, Wings đã bắt gặp Alas trong một khu rừng tre ở Trung Quốc. Lúc này, Alas đang là một con quái vật do bị phép thuật hoang dã tha hóa. Nhờ có Bloom, Alas đã được giải thoát và trở về hình dạng bình thường là một chú kỳ lân màu trắng với chiếc sừng màu cam. Ngay sau đó, Alas và Bloom đã ngay lập tức liên kết với nhau. Có lẽ, kỳ lân đã không còn là một sinh vật xa lạ, bởi chúng là một nhân vật đã xuất hiện rất nhiều trong những bộ phim, những câu chuyện mà chúng ta vẫn thường hay xem, hay nghe, đặc biệt là trong truyện cổ tích. Tương tự những gì mà kỳ lân vẫn thường được biết tới, chiếc sừng của Alas có chứa phép thuật kỳ diệu. Anh chàng này cũng đã từng dùng nó để chữa trị cho Meli. Tương tự như Bloom, Alas cũng rất ra dáng một thủ lĩnh của các thú tiên, bình tĩnh, dũng cảm và chín chắn. Anh chàng này thậm chí còn khiến cho Sky phải ghen tóe lửa, dù tôi cũng không hiểu vì sao lại như thế. Khi bước vào trong Mini World, Alas vẫn giữ nguyên ngoại hình của một chú ngựa, nhưng lại trưởng thành hơn. Tương tự như những fairy animal khác, Alas trong Mini World cũng được đeo rất nhiều trang sức, đá quý và có một chiếc yên dành cho Bloom. Chiếc sừng của Alas cũng đã trở nên dài hơn và được thay đổi màu sắc. Khi kết hợp sức mạnh, Bloom và Alas sẽ tạo nên câu thần chú Fire of the Unicorn. Đây là một phép thuật đa dụng, tương tự như Shiny Grid Enchantment của Stella và Shiny, khi nó vừa có thể thanh lọc và tiêu hủy phép thuật bóng đêm, vừa có thể tấn công kẻ địch. Vừa rồi là tất cả những thông tin về 6 Fairy Animal của các tiên nữ Wings. Các cậu yêu thích thú tiên nào hơn, hãy cho chúng ta biết ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì Way to Way out.